nó là ốc để cho mình vặn nó ấy nhé, chụp quay mấy kia không quay, chúng ta quay gì này. Thôi như thảo đi ra đi. Thảo cắm đi khi nào bạn thì đi chỉnh cái đi chung con lên đi, để đi phải cho anh thôi nhá, thì đi đi cho ra cho mở được này. Anh sao cứ chặt thảo gì? Anh thảo cho quay mở ra đúng cái này cắt đi. Cái này đi đi. Ừ, này cố định cái này đi. Ừ, thì nhấc nó khỏi vướng. Bấm lại nó ra ra thôi nhá, nó không vặn được cái này. Rồi rồi rồi. Không, không khi nào mình cần chỉnh cái dung cái bộ lên bỏ vào đây chỉnh được. Vâng vâng.